Google giới thiệu smartphone Pixel 6 dùng vi xử lý do chính hãng phát triển. Google vừa chính thức giới thiệu bộ đôi smartphone mang thương hiệu Pixel của hãng, với điểm nhấn chính là con chip Tensor do chính Google phát triển. Kể từ thời điểm Google ra mắt dòng smartphone Pixel để thay thế cho dòng Nexus trước đây, Google đã tập trung phát triển các tính năng trí tuệ nhân tạo cho smartphone của mình, bao gồm các tính năng xử lý tác vụ cũng như các tính năng xử lý hình. Mới đây, để tăng cường hơn nữa khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo, Google vừa giới thiệu chip di động do chính hãng phát triển với tên gọi Tensor. Hai mẫu smartphone Pixel 6 và 6 Pro sẽ là những sản phẩm đầu tiên được trang bị thế hệ chip xử lý này. Google cho biết chip Tensor của hãng sẽ được tích hợp những tính năng trí tuệ nhân tạo và khả năng máy học tiên tiến nhất của Google, giúp học hỏi từ thói quen sử dụng smartphone của người dùng để đáp ứng được nhu cầu và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho họ. Ngoài ra, chip Tensor còn được Google tích hợp chip bảo mật Titan M2 mới nhất, giúp bộ đôi Pixel 6 và 6 Pro trở thành những smartphone được bảo mật tốt nhất từ trước đến nay của Google. CEO Sundar Pichai của Google cho biết hãng đã phải mất đến 4 năm để phát triển chip Tensor. Việc tự phát triển chip cũng sẽ giúp bộ đôi smartphone Pixel 6 được tối ưu để khai thác tốt hơn nền tảng Android 12 mới nhất mà Google sẽ trang bị trên sản phẩm. Điều này cũng tương tự như iPhone được tối ưu tốt hơn khi sử dụng nền tảng iOS và trang bị chip do chính Apple phát triển. Tuy nhiên, việc Google tự phát triển chip sẽ là một tin không vui cho Qualcomm, đối tác quen thuộc của Google trong việc cung cấp chip xử lý cho các phiên bản smartphone Pixel hay Nexus trước đây. Hiện Google vẫn chưa công bố nhiều thông tin chi tiết về bộ đôi Pixel 6, dự kiến được chính thức trình làng vào mùa thu tới đây. Tuy nhiên, hãng cũng đã tiết lộ thiết kế chi tiết về bộ đôi sản phẩm này. Cả hai phiên bản Pixel 6 và 6 Pro đều có màn hình dạng đục lỗ để bố trí camera trước, trong đó phiên bản Pixel 6 có màn hình 64 inch độ phân giải Full HD, tần số làm tươi 90Hz, còn phiên bản Pixel 6 Pro có màn hình 67 inch độ phân giải QHD và tần số làm tươi 120Hz. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong thiết kế của bộ đôi sản phẩm chính là cụm camera ở mặt sau, được bố trí theo dạng chiều ngang, thay vì được đặt trên một cụm hình vuông như phiên bản Pixel 4 hay Pixel 5 trước đây. Trong đó, phiên bản Pixel 6 Pro được trang bị cụm 3 camera, còn Pixel 6 chỉ có camera kép ở mặt lưng. Google vẫn chưa công bố thông tin chi tiết về cụm camera trên sản phẩm, nhưng tiết lộ Pixel 6 Pro sẽ có camera tele với khả năng zoom quang học 4x. Google tự tin tuyên bố rằng chip Tensor sẽ giúp cho bộ đôi smartphone Pixel 6 và 6 Pro trở thành những smartphone chụp ảnh đẹp nhất năm 2021. Google chưa công bố giá bán mẫu smartphone của mình, nhưng cho biết Pixel 6 và 6 Pro sẽ nhắm đến phân khúc cao cấp. Điều này cho thấy nhiều khả năng sản phẩm sẽ có mức giá cao hơn so với các phiên bản Pixel trước đây. Nhiều khả năng sản phẩm sẽ chính thức được trình làng vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 tới đây. Đây là bản tin Thế giới Smartphone. Mark tham vọng theo TH và The Verge.